17 củ. Đấy, thì bỏ cứ tầm 20 triệu đổ lại thì anh có thể làm được. Bỏ ra xem đi. Sẽ giới thiệu cho anh em một cái shop bán ạc Ninh Quân Free Fire giá rẻ. Đấy là cái shop chính chủ của mình luôn. Đấy thì cái shop này là shop Đức Toại.vn. Thì cái link shop mình sẽ để dưới phần mô tả và dưới phần bình luận cho anh em nhé. Thì cái shop của mình ý, thì anh em chỉ cần đăng nhập ngay là anh em sẽ được tặng 10k. Đấy thì bây giờ đây là cái trang chủ của mình. Thì bây giờ mình sẽ vào mình quay thử cho anh em xem nhé. Đó. Anh em nên nhớ là chỉ cần thành viên mới đăng nhập vào phát anh em nhận được 10k miễn phí luôn để anh em vào quay may mắn. Chắc chắn là quay một phát là được ạc luôn anh em nhé. Đấy thì bây giờ mình sẽ quay thử đi. Đấy, quay thử cái này đi. Quay tích chẳng hạn. Đấy. Đó. Đấy, kết quả nhận 9.900 kim cương. Mua X1 nhận được 9.900 kim cương. Đấy, mình bấm rút kim cương. Đấy, rồi các bạn bấm cái số lượng các bạn muốn rút rồi các bạn bấm thực hiện là được em nhé. Đấy, thì anh em nào muốn mua ạc game uy tín thì anh em cứ vào cái shop mình nhé. Không bao giờ có chuyện là quay mà không được ạc anh em nhé. Đấy, ok. Hello, chào mừng tất cả các bạn quay trở lại với video tiếp theo mình nhé. Anh em ạ, thì vừa nãy mình mới từ bên quán sang anh em ạ. Thì dự vừa mình sang quán thì thấy anh em vẫn ngủ. Đấy, thành ra mình chán không gì chơi anh ạ. Nhưng mà cái tính của mình ý là cái tính nó tắt mắt nó quen rồi. Đấy, tính tắt mắt như thế nào thì chắc nhiều bạn mới hiểu luôn. Đấy, tính tắt mắt có nghĩa là mình hay kiểu dình những thứ mà cái gì có giá trị là mình nhảy anh em ạ. Đấy, thì vậy mình có sang quán thì như đấy, đây anh em. Đấy, thì trên tay mình là một chiếc iPad anh em ạ. Đấy, thì hôm qua mình biết cái iPad này của ai không? Của Tâm anh em ạ. Mình không hiểu là hôm qua lấy đâu tiền hay là ai tặng nó. Mà mình thấy tự nhiên là hôm qua thấy nó mang cái này về quán. Đấy, tính mình thật sự tự nhiên lâu lắm mình thề chưa bao giờ mình được dùng iPad anh em ạ. Thế thì hôm nay mình quyết định là bọn nó tiện đang ngủ nên mình nhảy luôn anh em ạ. Đấy, mọi người biết mình nhảy về để làm gì không? Đấy, thì như mọi người cũng biết là sắp tới là ngày 22 tháng 8 anh em ạ. Là ngày mà tròn 25 mình cả Diễm cưới nhau. Đấy thì thôi, mùa dịch Covid này mọi người biết mà, kinh tế nó khó khăn. Thế thôi, mình nhảy được cái gì nhảy để làm quà thì làm đúng không anh em? Đấy thì thôi, mình xin phép là mình lấy cái trộm cái này của cái Tâm để mình sẽ làm quà cho Diễm anh em nhé. Thì nói chung tổ chức 25 ngày cưới thì mình sẽ không tổ chức bởi vì biết mà không thể làm tổ chức được đúng không? Đấy thôi, bây giờ vợ em mình thấy Diễm như đang ăn cơm trong nhà, bây giờ mình sẽ vào mình tặng nó luôn anh em nhé. Đấy, ok đi, anh em theo mình nhé. Vẫn ăn cơm. Và xin lỗi vì chẳng đem vô phúc cho em. Em bảo anh ơi, người ta bảo là này sắp ra iPhone 13 rồi này. Những người nào mà bạn ta tên mà chắc chắn sẽ mua cho bạn thì em vừa ta hai lần tên anh rồi gần. Mày có biết là iPhone 13 giờ nó rơi khoảng bao tiền không? Gì ạ? À, có 50, thấy em thấy bảo là có 50 củ thôi. Có 50 củ á? Mày nhìn lại cái bữa cơm xem. Mày món này món gì? Món này món gì? Món này là món ốc. Ốc. Đấy. Ốc cũng 10.000 gì? Nào cũng là đắt. Mày phải biết là tiền ăn không có phải ăn ốc mày biết nhào nhá. Mày biết rồi phải không? Cú đá trẻ mẹ ăn một lần. Đó bảo sống với tao đừng đòi hỏi nhá. Ừ chứ không dám đòi hỏi nữa. Thôi xong. Không nhỉ? Không nói gì. Thôi thôi nói này. Kéo gì nói. Thôi chứ ngồi đấy. Nhưng không mà hôm qua anh không có tìm hiểu hết chưa? Thì tìm hiểu 13 chị ạ. Hay chung 13 thì nó là vào khoảng 50 triệu thì nó hơi khó hết chưa? Còn cái khoảng từ 20 triệu đổ lại thì cái đấy trong tầm kiểm soát của anh thì anh có thể làm được. Đúng không? Em phải biết là đến anh bây giờ vẫn phải dùng iPhone 13 trả góp để. Thế sao quá nhỉ? 12 trả góp. Đây iPhone 6 ấy nhá. Chưa kêu thì thôi. Thôi. Thôi nghe anh nói thì nói chung là sắp tới là ngày tròn kỷ niệm 2 năm anh em cưới nhau. Đấy thì đây anh cũng có món quà cho em. Đấy thì cái này bữa nãy anh lên mạng anh search thì nó cũng rơi khoảng 17 củ. Đấy thì bỏ cứ tầm 20 triệu đổ lại thì anh có thể làm được. Đấy, mở ra xem đi, không để bảo nó đi đâu. Cứ mở xem. Nhanh. Mở ra. Chuẩn chỉ luôn. Chỗ
Ôi à, thật luôn á. Mình nghe bắt giả. Anh chỉ bắt em một cái thôi. Em đang làm mơ. Đã đã. Ôi xin cái này ta làm được. Cái này tao làm được. Nha, đau không? Mày tát nhẹ mà mày tát thì mày đau đấy. Nhưng mày mà tát, tao cũng tát thôi. Đau 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 đau. Đấy, xem nào rồi dọn dẹp đi rồi cầm đến lên nhà nghịch nha. À, anh dặn nha. Nhớ là... Chỉ nghịch ở nhà thôi nhá. Sao? Ở nhà rồi không? Nhá, thôi anh sang quán đây. Đi cẩn thận như yêu nha. Đấy mọi người, thì mình mới có đồ mới mọi người ạ. Đấy cái tính này tính hay khoe khoang lắm. Thế là mình sẽ sang quán để mình khoe anh em đấy, xem là anh em có gọi là có trầm trồ không mọi người. Đấy. Bởi vì anh em cũng không bao giờ được sử dụng đâu, chỉ có một mình thôi. Anh em dậy hết rồi. Thế anh ơi. Ơ, anh về đâu anh? Anh vừa đang ngồi chỉ nó làm việc này. Mày thích ngồi chỉ làm việc không? Ôi trời ơi, hôm nay tao đang vui là tao không nói đến cái đấy nữa. Đi đây. Anh ạ. Đi ra đây em bảo. Đi ra đây em bảo. Đi đi. Em có cái này cho mọi người. Cực kỳ hay luôn. Đi đây. Mày sẽ phải hứa về những cái gì mày anh làm nhá. Ô, em mang xin đi khoe mọi người làm sao. Mọi ơi, quay em có cái iPad để ở đây đâu rồi. Chết mày, em bị dính máy rồi. Mày cũng có tiền mua iPad đâu. Em tưởng anh em gửi lên, không quay em để ở đây này. Sao bây giờ không thấy? Thế anh biết. Này, con này xin đấy nhỉ. Còn như này. Chồng em mua mà lại. Thôi, gửi lại, đẹp không? Tôi hoàn xịn. Chắc là mày để vãi đâu, mày đổ đi vãi đâu. Vãi đâu rồi. Đây. Đổi không? Không quay em. Không. Đừng, không gì đổi điện thoại em này. Đổi điện thoại không? Không. Cái con cùi bắp của anh làm sao mà đòi ấu đá với em. Ừ. Cho em xem nào. Đây em cứ xem thoải mái đi. Đồ của chồng chị mua đó. Phải điệu lắm với em. Cái này là của em hả? Của em nào mà của em, của chồng chị vừa mua tặng chị xong. Cái này là của em vừa được anh em hôm qua tặng xong. Hay là chị sang đây vừa đấy. Em nằm ở trong kia, chị sang đây chị nhìn thấy ở đây chị lấy. Mấy tiền chồng chị vừa về tặng chị xong. Vừa đừng xem. Còn có cách gì nữa đâu mà khóc với sầu. Nói của ai? Cái này là của em. Của mày. Bây giờ mày mất rồi mày bảo là của mày. Theo cái định của tâm thần. Thôi chứ chồng này có tiền. Đây anh bảo. Lê. Đấy. Mày bị điên à? Của em ra mày giả. Nó là bắt của mình ra luôn. Của lỗi. Ồ. Dạ. Một lên chân rồi.
mày là tao nhục hết mặt từ đấy rồi, tao không dám nhìn thẳng mà nó giá lên đây. Trộm rồi thì đi mang đi khoe. Làm nữa. Để cho bố mày sửa con má bây giờ. Mày làm tao tù đứng. Tao là mày tin tưởng nhầm người nhá. Mày bảo kỷ niệm 2, 3, 5 mình yêu nhau cưới nhau. Mày đặt tao giờ mày đi ăn trộm mày mang về cho tao. Lừa dối nhau thế. Về tiền mẹ đâu mua. À thôi cút ở nhà dọn dẹp đi. Mua cho tao đi. Đấy,